ba lý do cần nếm mùi thất bại bài học bố thông thái nào cũng phải dạy con làm bố hẳn ai cũng mong muốn con mình học giỏi lớn lên công việc suôn sẻ thành công hơn người chính mong mỏi này khiến nhiều ông bố chỉ tập trung vào việc dạy con làm sao để đạt điểm cao hoàn thành việc tốt nhất mà vô tình quên rằng trẻ con cũng cần được nếm mùi thất bại và biết cách vượt qua chúng sau đây là bốn lý do trẻ cần nếm mùi thất bại bố có con nhỏ nên tham khảo thất bại dạy trẻ biết cách xử lý vấn đề tốt hơn bố nên nhớ thành công không chỉ đến từ sách vở mà còn từ những lần trải nghiệm thực hành của một đứa trẻ trên hành trình học hỏi chắc hẳn sẽ có những lúc trẻ vấp phải sai lầm và thất bại thay vì xem đó là điều tồi tệ bố hãy thay đổi suy nghĩ và xem thất bại là một bước cực kỳ quan trọng trên hành trình phát triển của con bố có thể nghĩ đơn giản rằng để có thể rửa bát chén thành thạo trẻ sẽ vài lần làm vỡ chén bát hoặc rửa không sạch nhưng qua những lần thất bại ấy trẻ sẽ nhận diện được đâu là điều đúng sai điều nên làm không nên làm từ đó biết cách xử lý vấn đề và hoàn thành công việc một cách tốt nhất chưa kể thất bại còn giúp trẻ biết cách đặt cho mình những mục tiêu và cách thức thực hiện phù hợp với năng lực của bản thân dạy con biết cách kiểm soát cảm xúc khi vấp phải thất bại không ít trẻ tỏ ra tức giận cay cú thậm chí còn không chấp nhận sự thật Hệ lụy của những phản ứng tâm lý tiêu cực này là khiến trẻ mất phương hướng, căng thẳng, cũng như có những hành động dại dột. Tự hủy hoại, xem thường bản thân. Theo Christine Carter, giám đốc chương trình nuôi dạy con cái tại Trung tâm Tốt hơn thuộc Đại học Berkeley California. Nếu không trải nghiệm cảm giác thua cuộc trẻ sẽ không bao giờ học được cách đối phó với cảm giác thất bại và thất vọng. Nói một cách khác, sự thất bại cho các con những trải nghiệm để trẻ biết cách giữ bình tĩnh, kiểm soát và vượt qua nỗi buồn, chỉnh đốn bản thân tốt hơn những lúc con trẻ bị điểm kém nếu bố càng tức giận trách mắng càng khiến trẻ trở nên khó bảo cứng đầu thay vào đó bố nên tìm cách an ủi con đoán xem đâu là lý do khiến mình không được điểm cao không được nhận vào đội bố biết con rất buồn nhưng tại sao con không thử vào lần tiếp theo sau đó bố hãy đưa ra lời khuyên góp ý để giúp con nhận ra sai lầm của bản thân chính những hành động việc làm đơn giản này sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp trẻ nỗ lực hơn cũng như trở nên lý trí hơn thay vì suy nghĩ tiêu cực thất bại là cơ hội để trẻ rèn rũa bản thân tốt hơn qua những lần thất bại trẻ sẽ biết nhìn nhận những điểm yếu của bản thân và tìm cách khắc phục chúng dễ dàng hơn mỗi khi bé căng thẳng bố có thể giúp con thư giãn bằng cách cùng con học bơi chơi thể thao xem một bộ phim con thích bên cạnh đó bố cũng nên cùng con xây dựng kế hoạch học tập hợp lý và giúp con hiểu rằng sự cố gắng và chịu trách nhiệm trước mỗi sai lầm mới là điều quan trọng thay vì điểm số cao giải thưởng